Tôi xin chào tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365141 giúp em. Thì nhớ với anh em là kẹo với anh em là không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà em không tin tưởng có thể đi số khác. Đấy, bên nhà em thì có rất chi nhiều mẫu kẹo từ 4.5 đến 6.35. Thì hôm nay thì em giới thiệu cho anh em là cái mẫu kẹo hàng cao cấp bên nhà em là hàng HM Hand xịn cho anh em nhé. HM Hand cực kỳ xịn luôn cho anh em. Đấy, nếu mà anh em là bảo là đây không phải HM Hand xịn thì là để lại bình luận hay là góp ý như nào thì để em biết nhé. Đấy, thì thứ nhất là vẫn giới thiệu cho anh em là hàng mẫu kẹo rẻ nhất bên nhà em là 350.000 một ký. Đấy, hàng này thì bắn cự ly gần thôi, cự ly xa thì hơi khó ăn. Đấy, còn loại này thì đóng máy thì em bao đều cho anh em, bao đều bao đẹp. Nói chung là bao đều bao đẹp, bao như trên chất lượng, bao như trên quảng cáo. Đấy, anh em nhìn thấy anh em biết chất lượng thì bao đều luôn cho anh em. Đấy, tất cả là váy 2 tầng anh em nhé, tất cả là váy 2 tầng đều đẹp chuẩn. Đấy, còn bây giờ em sẽ quay cho anh em là hàng mẫu kẹo HM Hand xịn chuẩn cho anh em. HM Hand này là HM Hand 635. Đấy, HM Hand 635 hàng chuẩn luôn cho anh em, hàng chuẩn xịn luôn. Đấy, thì cái khuôn này là khuôn nhập. Đấy, chất lượng kẹo thì anh em không phải nghĩ, tất cả váy 3 tầng này đều đẹp không viêm. Cái loại này là bằng 9 dây nên là chất lượng cực kỳ khó, nếu mà khuôn nhập ở trên thị trường ấy là rất chi là hiếm anh em nhé, khuôn nhập trên thị trường rất chi là hiếm. Đấy, nếu mà muốn được tìm được một bộ khuôn nhập chuẩn cho anh em thì là tùy theo. Đấy, còn copy thì rất chi nhiều, nếu mà cái khuôn này dao động là từ 1 triệu, tầm 1 triệu đấy một ký, 1 triệu hoặc gần triệu hoặc hơn 1 triệu. Đấy, kẹo lại này thì bao đều bao đẹp rồi. Đấy, anh em nhìn xem viên nào cũng như viên nào. Đấy là HM Hand xịn chuẩn, nếu mà anh em có nhu cầu dùng mua trải nghiệm. Đấy, và tiếp theo là vẫn giới thiệu cho anh em là mẫu kẹo FX Egun, hàng bao cho anh em là 90m Alaska, hơn 100m ăn cỏ. Loại này thì cực kỳ đảm bảo chuẩn chỉ, mềm đẹp chuẩn không bia cho anh em, hàng này bao chất lượng, bao chuyên quảng cáo luôn cho anh em. Đấy, còn nói chung là hàng này thì là hàng nhập Đài Loan nên chất lượng của nó thì cực kỳ ok, chuẩn chỉ mềm. Đấy, anh em nhìn xem 10 viên như một, chất lượng khá là ổn định luôn. Đấy, thì quay sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365361 giúp em. Nhớ với anh em là kẹo không kiểm không sao nào, anh em tin tưởng anh em đặt hàng, không tin tưởng có thể đi shop khác. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.